mùa xuân tượng trưng cho ước mơ, hy vọng. Học sinh mơ thấy mùa xuân là điểm báo thành công trong đường học hành. Mơ thấy mùa xuân là gặp điểm lành, mơ thấy mùa xuân thường là điểm báo tốt đẹp. Viên chức nằm mơ thấy mùa xuân báo hiệu, sự nghiệp của họ đang có nhiều hy vọng tốt đẹp. Thương nhân mơ thấy mùa xuân ngụ ý sẽ có nguồn vốn dồi dào, buôn bán thuận lợi. Mùa đông nam giới mơ thấy ngày đông u ám là điểm báo khó đạt được kết quả như mong muốn. Phụ nữ mơ thấy mùa đông, dự báo sức khỏe của bạn đang sa sút nghiêm trọng. Mùa hè mơ thấy mùa hè dự báo sự nghiệp của bạn đang phát triển không ngừng. Giấc mơ mùa hè dự báo tín hiệu tốt trong sự nghiệp. Nam giới mơ thấy mùa hè là điểm báo công việc của bạn đang thuận buồm xuôi gió. Phụ nữ mơ thấy mùa hè cho thấy tình yêu của bạn đang trong giai đoạn nồng nàn, sâu sắc. Mùa thu mơ thấy mùa thu dự báo bạn sẽ có nhiều bội thu và giàu có. Nam giới mơ thấy mùa thu ngụ ý, bạn sẽ được người khác trả nợ. Phụ nữ mơ thấy mùa thu là điểm báo bạn sẽ may mắn được hưởng thành quả của người khác.